không hỏi là gì hết. Làm gì đồ của em nhỉ? Cái này là cái gì? Sao hôm nay anh thấy là có nồi nè, rồi có chảo, rồi cái thao này làm gì? Nồi lắm đúng không? Giới thiệu với anh đây là bộ nồi chảo Ingenio của Tefal. Em mới mua hả? Đúng rồi. Nhà mình có rất là nhiều nồi, nhiều chảo, rồi em mua nữa làm gì? Không hề nha. Nhà mình có rất nhiều nồi chảo, nhưng mà em thấy không gian bếp nhà mình thì nó khá nhỏ. Cho nên là mỗi lần mà mình nấu ăn nó chiếm diện tích dữ lắm. Cho nên là em mới mua bộ nồi chảo 3-in-1 Ingenio này của Tefal. Bởi vì rất là tiết kiệm diện tích luôn. Anh thấy cũng bự mà. Có tiết kiệm diện tích là như thế nào cho anh coi coi. Sắp xếp vô rất là tiện lợi. Đó, thấy không? Anh thấy gọn không? Rất gọn đúng không? Thì đúng rồi. Bây giờ em cho anh coi nha. Để ba cái nồi này chồng lên nhau, xong rồi sau đó cho vào hộp tủ, đóng lại. Wow, tiết kiệm diện tích vô cùng luôn. Wow, hay quá. Bây giờ để anh lấy anh xem coi sao nha. Đi ra nồi bạn ra coi lại nha. Chờ em với, chờ em với. Giới thiệu với anh, đây là bộ nồi chảo Ingenio 3-in-1 của nhà Tefal. Là một thương hiệu nổi tiếng tại Pháp, anh biết đúng không? Anh biết, Tefal anh đã từng nghe. Đúng rồi, và đặc biệt nổi tiếng về công nghệ và những thiết kế vượt trội. Và anh biết là cái điểm tiện dụng nhất của bộ nồi chảo này là gì không? Là gì, là gì? Tên như tên. Cái này. Tay cầm tháo rời, tiên phong trong thiết kế. Bởi vì rất tiện lợi trong việc nấu ăn và giúp tiết kiệm diện tích. Và đặc biệt là rất tiện dụng và tiết kiệm diện tích. Như thế nào? Làm thử cho anh coi. Đây, em biểu diễn cho anh coi. Đó, đây. Biểu diễn cho anh coi coi. Em làm cho anh xem để sau này á anh biết không có em ở nhà anh sẽ tự anh làm. Đúng rồi, mục đích của em là như vậy mà. Đây, em chỉ cho anh nha. Đây. À. Vậy thôi hả? Rất tiện dụng, rất đơn giản. Đó, đúng không? Đây, bỏ thêm, bỏ thêm, chị đem xuống. Đó, tháo ra nè, bấm cái một cái. Để anh thử. Anh thử coi. Đó, anh thử làm coi. Để chỗ nào cũng được. Đúng. Ủa? Đó. Ồ, chắc chắn không? Chắc nha. Rất chắc chắn đúng không? Chắc anh nghĩ sao mà rớt được. Đúng không? Cái này hay nè. Tháo ra thử coi. Tháo ra đúng không? Bấm hai lúc này đúng không? Đúng, đúng, đúng. Cái này hay, cái này hay. Anh thấy không, ngoài tay cầm tháo rời ra thì bộ nồi chảo này còn có rất là nhiều cái tiện dụng khác nữa. Đem giới thiệu cho anh. Không, cái này là anh thấy là ok rồi đó. Nhưng mà còn cái gì tiện dụng hơn nữa, xin mời. Ok, anh lấy cái đó cho em trước đi, em biểu diễn cho anh coi cái này. Đấy, trước nè. Đó, ngoài cái tay cầm tháo rời hồi nãy em nói với anh ra, thì đây cũng là một cái rất ưu việt. Diện tích nhỏ gọn và có thể cho được vô lò nướng cũng của Tefal luôn. À, cái lò để nướng làm bánh đó. Đúng, lò nướng 9-1, anh nhớ rồi phải không? Nhớ rồi. Đây, anh thấy không? Bỏ lò vô trong này để làm bánh luôn nè. Ồ, hay quá vậy. Như vậy là sắp tới anh sẽ có nhiều món bánh để ăn rồi. Đúng rồi, có nghĩa là không chỉ nấu được trên bếp mà còn nấu được trong lò nướng rồi. À, anh thấy hay lắm nha. Hình như là khi mà em nấu em lấy cái này em gắp ra được đúng, đúng không? Đúng, 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 đúng. Đúng, 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 đúng. Đây. Wow. Anh thông minh quá. Đúng rồi đó, ngày mai anh có thể thay em làm bếp được. Ồ, hèn chi ở đây nó cũng có lỗ khuyết là để đây. Đúng rồi không? Và good luôn. Bây giờ em bắt đầu đi nấu cơm chiều đây. Đây, đây. Ok. À, mọi người thấy không, chảo này á, thì được phủ một lớp titanium chống chín, sử dụng rất là ít dầu nha mọi người. Đây, Phượng sẽ biểu diễn cho mọi người xem. Ngày hôm nay thì Phượng sẽ làm món đậu que xào tỏi. Đậu que xào tỏi đây là món mà bác và ba đều rất là thích. Bởi vì là vừa có nhiều vitamin nè, mà vừa thơm ngon nữa. Mình chỉ cần bỏ một ít dầu thôi. Phượng rất tâm đắc cái tay cầm nha. Đó, rất là tiện lợi đúng không ha. Để cho dầu lăn đều trên mặt chảo. Và mọi người để ý nha, khi nào mà nhiệt độ phù hợp, chảo sẽ có công nghệ được mô xay nồ báo nhiệt thông minh. Và khi đó thì mình sẽ bỏ tỏi và đậu que vào xào. Mọi người để ý nha.
Đó, mọi người thấy không? Cái vòng tròn ở giữa chảo đã chuyển sang màu đỏ đậm rồi. Thì điều này cũng là báo hiệu cho mình biết là nhiệt độ đã vừa đủ để mình có thể đưa đồ vào để chiên xào nấu. Đây, Phượng minh họa cụ thể cho mọi người xem. Trong lòng chảo thì có một cái vòng tròn màu đỏ cam như thế này. Ở nhiệt độ bình thường khi chưa đưa lên bếp thì có màu đỏ cam nhạt nhạt như thế này thôi. Nhưng mà khi mà đưa lên bếp rồi và nhiệt độ đã vừa đủ để chúng ta sử dụng, đưa đồ vào để xào chiên nấu rồi, thì đó mọi người thấy không, nó sẽ chuyển sang màu đỏ đậm rất rõ đúng không ạ? Và cũng rất dễ để chúng ta nhận biết. Đó, mình đã bỏ tỏi vào. Trời, quá thơm luôn mọi người. Và cái mà mình cảm thấy hài lòng nhất là sử dụng rất là ít dầu và có tay cầm rất là tiện lợi luôn, có thể linh động tháo và ráp vào mà tay cầm rất là chắc chắn luôn nè, mọi người thấy không? Thơm quá. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ đồ quay vào nha. Cho gia vị vô. A few inches later. Rồi. À, ngon quá. Xuất sắc. Bảo đảm là ba và bắp sẽ rất là thích đây. Rồi. Mình sẽ đổ ra dĩa mọi người. Tay cầm tháo rời nhưng mà rất là chắc chắn nè, mọi người thấy không? Có thể chịu được lực lên tới 10kg luôn, cho nên rất là chắc chắn. Rồi xong, sau đó hãy là mình có thể tháo ra rất là gọn nhẹ để mình có thể làm vệ sinh cái chảo này. Wow, wow. Hấp dẫn quá. Em rất là tâm đắc luôn á. Thử. Giòn, ngon. Để nhớ ăn hết nha. Ồ, nhưng mà nhiều đồ ăn quá mà hai vợ chồng mình ăn không hết thì sao? Anh sợ ăn không hết đúng không? Đúng. Đây, đèn. Cái gì đây? Cái nồi. Cái nồi này để nấu canh nè, để nướng bánh nè. Em lấy cái nồi làm gì? Trữ thực phẩm. Trữ thực phẩm? Đây, em nói cho anh nghe, anh không ăn không hết đúng không? Rất là tiện dụng. Anh chỉ cần để đồ ăn vô đây. Đó, xong mình lấy nắp để lại. Wow. Xong rồi là trữ được trong tủ lạnh luôn. Anh thấy cái nắp không? Nắp này rất là linh động luôn. Cho nên là khi mà anh để trong tủ lạnh đó, mà có cái vật gì mà nó đè lên thì cũng không có bị gãy cái cán nắp này. Mà diện tích đó là vừa phải để vô tủ lạnh của mình, rất là tiện dụng. Và có cái nắp này đó. À, còn cái nữa là em chưa nói với anh là cũng chính vì cái ưu điểm mà tay cầm tháo rời như vậy á, cho nên là rất là tiết kiệm diện tích và rất là tiện dụng, có thể để trong máy rửa chén được luôn. Bởi vì anh thấy là thường á, là những cái chảo á, thì á, có cái cán không có đưa vô trong đó được, rất là chiếm diện tích đúng không? Chính xác. Nhưng mà ở đây á, cái tay cầm tháo rời là một cái rất là ưu việt, tháo ra một cái đưa vô trong máy rửa chén rất gọn nhẹ. Một lát ăn cơm xong em thử cho. Lát ăn đi, bây giờ ăn đi, ăn đi. Lát nữa xong em thử cho nha. Tiếp. Đây. Đây. Đây, thử cho anh coi. Mấy chén rồi chứ. Một cái chảo nữa nè. Đây. Đây, em làm cho. Đây. Đấy. Đó. Đây, rồi. Cái này sao? Còn cái cán. À, quên. Cái này tháo ra tay được. Tay cầm tháo rời. Tiện lợi. Rất là tiện lợi đúng không? Rất là tiết kiệm diện tích khi bỏ vô máy rửa chén ha. À, vậy là xong thôi. Bộ nồi chảo Ingenio 3-in-1 của Tefal thì có độ bền lên tới 8 năm lận. Cho nên mình mua một lần có thể sử dụng tới 8 năm, rất là tiết kiệm. Đấy. À, trong tháng 4 này thì Tefal có rất là nhiều chương trình ưu đãi rất là hấp dẫn. Mọi người hãy tìm ở dưới bình luận của video clip này để tìm cho mình những cái voucher mà Tefal dành cho fan của Quốc Cơ Hồng Phượng nha. Xem coi là có những cái điều gì thú vị và hấp dẫn. Chắc chắn là mọi người sẽ rất là hài lòng về bộ nồi chảo 3-in-1 Ingenio này của Tefal. Đó là những điều mà ngày hôm nay gia đình Quốc Cơ Hồng Phượng muốn chia sẻ với mọi người. Tới đây thì phải chào tạm biệt mọi người rồi. Và hẹn lần sau gia đình Quốc Cơ Hồng Phượng sẽ tiếp tục chia sẻ những bí kíp về bếp núc của gia đình Quốc Cơ Hồng Phượng nữa nha. Chào tạm biệt. Bye. Ủa anh làm gì vậy? Thì mình ăn uống hết xong rồi mình bỏ vô tủ lạnh, mình trữ lạnh em. Ủa cái nồi đó bỏ vô tủ lạnh vừa không? Trời ơi, cái nồi này là chuyên để bỏ vô tủ lạnh để chúng ta giữ lạnh nè, thấy không? Đó, rất là gọn. Bây giờ chỉ có việc là
mở tủ lạnh ra, bỏ vô trong tủ lạnh. Wow, gọn quá ha. Thấy không? Rất là đơn giản. Xuất sắc. Rồi, đóng tủ lạnh lại nè. Tên tên.